Có một điều mà đặc biệt các bạn phải lưu ý nha, và cá nhân mình cũng phải lưu ý luôn nữa nè, là người Nhật có họ rất là ngại xuất hiện trước camera hay là bị một ai đó quay nha. Ví dụ điển hình là mình nè, mình làm YouTube, mình đi quay mọi người, mỗi lần mình gặp người Nhật cái kiểu họ như vậy nè, họ mình chỉ mình không hề có ý định là quay họ luôn, mà chỉ là cái ống kính của mình nó lướt qua họ là họ kiểu như nè, đó, cái kiểu họ cứ né né vậy nè đó, hoặc là còn không vậy nè đó, là họ bỏ họ đi, có nghĩa là họ tránh đó, họ tránh đừng có để cho họ dính vào trong cái khung hình của mình. Còn thay vào đó là thay vì người viết nước ngoài hoặc là người Việt Nam mình là gặp camera rồi hay hay ye rồi các kiểu rất là hào hứng, thì người Nhật họ lại trái lại như vậy luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì bên Nhật có cái vấn đề mà hình ảnh cá nhân họ không có thích bị lộ thông tin cá nhân của họ, và đặc biệt nữa là những cái hình ảnh cá nhân của họ nữa, muốn làm cái gì phải xin phép, cho nên là người Nhật họ cái tính này của họ, nên mình có cảm giác nó chút gì đó không có thân thiện cho mấy á.